Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Văn hóa thờ cúng từ ngàn đời nay đã đi sâu trong tiềm thức người Việt và có thể nói đó là một trong những phong tục vô cùng quan trọng, luôn được mọi người cực kỳ lưu tâm, chăm chút. Ai cũng muốn có một bàn thờ tốt và chất lượng nhất để tưởng nhớ đến tổ tiên. Tuy vậy, trong quá trình thờ cúng, đôi khi lại xảy ra những hiện tượng khó hiểu khác thường mà bạn băn khoăn không biết nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình hay không. Đặc biệt là nếu các hiện tượng đó xảy ra vào rằm tháng 7 thì điều này thật sự đáng lo ngại. Vậy thực tế, khi thấy những hiện tượng này là điềm lành hay gở và có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng kênh Phong thủy May mắn khám phá trong chương trình ngày hôm nay để có thể giải đáp thắc mắc của mọi người. Trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Quý vị thân mến, bàn thờ của người Việt không biết có từ bao giờ, nhưng xuyên suốt quá trình lịch sử đầy biến động của đất nước thì bàn thờ luôn hiện hữu trong mỗi gia đình. Đơn sơ thì chỉ có bát hương, chén nước bày trên chiếc chõng tre hay miếng ván gỗ nhỏ. Sang trọng thì có sập rồng, sơn son thép vàng, cờ hoa phóng lộc. Có thể nói, bàn thờ luôn là nơi thiêng liêng nhất mà con người hướng về với cội nguồn, với niềm tin thành kính với ông bà, tổ tiên. Bàn thờ thường được đặt ở giữa nhà và được bày biện khá trang nghiêm để thể hiện lòng thành kính với những người đã mất. Giữa bàn thờ thường được bày biện một bát hương để thắp mỗi ngày. Vào những ngày rằm, lễ Tết hay ngày giỗ, gia chủ cũng bày biện thêm trái cây, hoa và nhiều thứ khác tùy theo phong tục của mỗi vùng miền. Vậy nếu một ngày bàn thờ gia tiên đột nhiên thay đổi thì điều đó có phải điềm gở hay không? Đặc biệt, nếu ngày đó là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Để có thể giải thích được điều này thì bạn phải đứng từng góc độ và từng hiện tượng mới hiểu rõ được. Dưới đây là một số lời giải đáp cho những thay đổi trên bàn thờ gia tiên. Quý vị hãy cùng theo dõi tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Mặt trước của bàn thờ bị chếch xuống dưới đất. Nếu một ngày bạn thấy bàn thờ bị lệch, chếch xuống đất thì nên cẩn thận. Việc này có thể xảy ra do lỗi thiết kế ban đầu, do mối mọt. Dấu hiệu này cảnh báo bạn nên kiểm tra vấn đề tài chính của gia đình, cần thận trọng, cân đối chi tiêu. Tốt nhất, hãy chọn mua những chiếc bàn thờ đảm bảo độ bằng phẳng và chắc chắn. Rơi bàn thờ. Tương tự với lý do ở trên, bàn thờ không được treo chắc chắn, bị mối mọt sau một thời gian sử dụng, tường nhà yếu sẽ khiến các đinh cố định bị tuột, sẽ làm bàn thờ bị rơi. Việc này vô cùng nguy hiểm đối với các thành viên trong nhà. Lúc này, bạn cần dọn dẹp sạch sẽ và thay bàn thờ mới chắc chắn hơn. Không nên bày quá nhiều đồ nặng trên bàn thờ, hoặc có thể chuyển sang dùng tủ thờ, kệ thờ để đảm bảo an toàn. Bát hương bất ngờ bị cháy. Trên bàn thờ, chúng ta thường sắp lư, bát hương hoặc để sẵn các túi hương để tiện thắp khi thờ cúng. Không có ai qua lại động chạm mà lư hương, bát hương hoặc túi hương đúng lúc bốc cháy thì gia đình cần hết sức cẩn trọng về vấn đề an toàn và tâm linh, không nên xem nhẹ. Khoa học đã từng lý giải, có thể khi que hương sắp tàn, lửa tuy nhỏ nhưng cũng đủ bén vào các chân hương trong bát nên bùng cháy. Thực tế trường hợp này khó xảy ra khi không hề có bất cứ nguồn lửa nào ở trên bàn thờ. Ảnh thờ bỗng nhiên bị nghiêng lệch hoặc có vết nước. Nếu một ngày bạn phát hiện ảnh thờ của người đã khuất bỗng nhiên bị lệch hay bị dính vệt nước, hãy nhanh chóng sửa sang lại ngay lập tức. Trong những ngày nồm ẩm, các bức ảnh rất dễ bị dính ẩm, nhìn thoáng qua có thể tạo nên hình ảnh tổ tiên đang khóc. Điều này ám chỉ yếu tố thủy trong nhà đang nặng, có khả năng gia đình sẽ gặp sự cố, cần hết sức đề phòng. Đồ cúng tự nhiên bị mốc. Nếu trong một thời gian ngắn và điều kiện thời tiết khô ráo mà đồ cúng tự nhiên mốc, có mùi, gia chủ cần chú ý. Theo người xưa, đây là biểu hiện của sự không thành tâm khi dâng đồ cúng không tốt lên thần linh, tổ tiên.
Khi dâng đồ cúng, gia chủ không cần chọn những thứ đắt đỏ mà phải thật thành tâm, thể hiện sự tôn kính với tổ tiên. Chuột phá bàn thờ. Chuột là đại biểu cho loài động vật chuyên phá hoại, hôi hám. Nếu sau một đêm gia đình phát hiện ra bàn thờ nhà mình bị chuột phá đổ, bừa bãi thì nên dọn dẹp lại ngay và thắp hương xin lỗi tổ tiên, thần linh vì chuột đã làm ô uế không gian bàn thờ và có thể đem đến những điểm xấu cho gia đình. Mèo nhảy lên bàn thờ. Tương tự như chuột, việc mèo nhảy lên bàn thờ, thậm chí ngủ luôn bên cạnh bát hương cũng có thể là điểm báo không may mắn. Mèo là loại động vật nặng tâm linh. Việc bắt gặp mèo leo lên bàn thờ sẽ xảy ra khá nhiều ở các gia đình. Tốt hơn hết là nên hạn chế và đừng để chú mèo nghịch ngợm của gia đình dạo chơi ở những nơi linh thiêng để tránh những điều không hay. Bát hương bị đổ vỡ. Bát hương được xem như nơi ở của ông bà tổ tiên khi về nhận lộc ở gia đình. Việc động bát hương thậm chí là đổ vỡ rất kiêng kỵ. Nếu bát hương bị đổ, theo phong thủy có thể báo điểm không may. Bạn nên chú ý đến mọi việc, sức khỏe, tiền tài trong những ngày tới. Từ phòng thờ hoặc gần vị trí đặt bàn thờ bị nứt. Một bức tường trong phòng thờ hay bức tường kê bàn thờ xuất hiện những vết nứt. Đây là hiện tượng vô cùng không tốt, có thể báo hiệu các thành viên trong nhà sẽ bị ốm, bệnh tật hoặc tai nạn. Cần phải sửa chữa ngay vết nứt để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân. Cốc chén trên bàn thờ bị vỡ. Mọi đồ thờ cúng đặt trên bàn thờ đều là đồ vật linh thiêng. Tốt hơn hết nên tránh làm đổ vỡ cốc chén thờ. Nếu còn tự nhiên chén thờ bị đổ vỡ thì chắc chắn là điềm báo không tốt. Gia đình nên cẩn trọng trong mọi chuyện trong thời gian tới. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi mà con cháu dùng để thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên, bày tỏ sự biết ơn, thương tiếc đến với những người đã mất. Bởi vậy, đây là nơi rất linh thiêng và được chứa rất nhiều ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta. Vậy nếu có một số người trong giấc ngủ nằm mơ thấy bàn thờ tổ tiên thì đó là điềm báo gì? Để có thể giải thích được ý nghĩa của giấc mơ bàn thờ gia tiên thì bạn phải đứng từng góc độ và từng hiện tượng mới hiểu rõ được. Dưới đây là một số lời giải đáp cho những hiện tượng giấc mơ bàn thờ gia tiên. Quý vị hãy cùng theo dõi tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Mơ thấy bàn thờ tổ tiên. Mơ thấy bàn thờ thường là những giấc mơ thuộc về tâm linh nên khiến chủ nhân thấy lo sợ. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, những giấc mơ thấy bàn thờ thường mang lại điềm báo tốt lành. Mơ thấy bàn thờ cho thấy những gì bạn đang theo đuổi sắp thành sự thật. Mơ thấy bàn thờ là điềm báo bạn sẽ thành công với điều mà mình đang theo đuổi. Niềm tin vào bề trên sẽ đem lại cho bạn những thành công, đảm bảo may mắn, đem lại những điều phước lành. Nếu mơ thấy mình quỳ lạy trước bàn thờ trong giấc mơ thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ càng cao. Mơ thấy bàn thờ cũng cho thấy bạn là một người tốt bụng, biết hy sinh những lợi ích cá nhân của mình để giúp đỡ người khác. Bạn cũng có thể bày tỏ quan ngại về tâm linh của bạn. Giấc mơ cũng có thể là một sự nhắc nhở bạn nên thay đổi một số hành vi, thái độ hay khía cạnh của cuộc sống để mọi việc tốt đẹp hơn. Mơ thấy bàn thờ có nến thắp sáng. Theo giải mã giấc mơ, nếu thấy bàn thờ gia tiên có những ngọn nến được thắp sáng lung linh, sự thành công của bạn sẽ được nhân lên gấp bội. Niềm tin vào bề trên sẽ đem lại may mắn cho bạn, phước lành, đảm bảo may mắn và dẫn tới những thành công vượt trội trong tương lai. Mơ thấy bát hương trên bàn thờ bị cháy. Mơ thấy bát hương trên bàn thờ bị cháy hay đổ nghi ngút là điểm xấu. Nó là điềm báo mồ mả hay việc thờ cúng của bạn đang gặp phải một vấn đề gì đó. Người gặp phải giấc mơ này cũng sẽ bị hao tài về tiền của, sự nghiệp không ổn định và sẽ lao dốc đi xuống. Nếu như bạn mơ thấy chiếc bình hương của bàn thờ bỗng dưng bốc cháy thì đó là điềm báo mộ phần của các thành viên trong gia đình đang gặp vấn đề. Mơ thấy bàn thờ bị sập. Nếu gặp giấc mơ này, bạn nên cẩn thận. Bởi đây là điềm báo rất xấu, báo hiệu gia đình bạn sắp gặp điều không may. Nếu đang vướng phải kiện tụng, sẽ rất khó để thắng kiện. Mơ thấy bàn thờ thần tài, bàn thờ ông địa. Có chút khác với giấc mơ về bàn thờ tổ tiên, bàn thờ thần tài và ông địa thường mang tới những hàm ý rất tốt. Đặc biệt với các gia đình đang kinh doanh, mua bán, giấc mơ về bàn thờ của hai vị thần tiên này có ý nghĩa tốt lành. Ông địa là thủ công cai quản đất đai, còn thần tài là vị thần cai quản tiền của, mang lại may mắn. Hai vị thần này xuất hiện trong giấc mơ, dự báo sự thuận lợi, phát triển ở công việc.
Nếu bạn là người mua bán, sẽ mau chóng mua may, bán đắt. Mơ thấy bản thân thắp nhang trước bàn thờ. Có phải bạn đang có vài sự việc ấp ủ trong lòng? Bạn đang lo lắng về những dự định chưa hoàn thành? Vì hình ảnh bạn đang thắp nhang khẩn cầu trong mơ chính là nỗi lòng của bạn. Bạn đang gặp nhiều nỗi bất an, bứt rứt và đang cần một lối thoát hoặc sự giúp đỡ. Bạn trông cậy vào sự phù hộ của ông bà tổ tiên giúp bạn vượt qua thời gian này. Đừng quá lo lắng, giấc mơ cho thấy tổ tiên đã lắng nghe tâm nguyện của bạn. Việc của bạn bây giờ chính là kiên trì một chút, quyết tâm một chút, rồi thành công sẽ đến. Mơ thấy bàn thờ Phật, bàn thờ Thiên Chúa. Đây là bàn thờ tín ngưỡng. Hình ảnh bàn thờ tín ngưỡng xuất hiện trong giấc mơ cũng chứng tỏ rằng bạn đang có nhiều nỗi trăn trở trong trái tim. Nhưng hầu hết các giấc mơ đều có sự xuất hiện của bàn thờ tín ngưỡng thường định hướng con người nên tu tâm, tích đức và năng làm việc thiện nguyện. Ngoài ra, đây cũng có thể là lời mời gọi cho bạn hãy tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội. Năng làm các việc tốt, từ thiện có thể giúp bạn trở nên thoải mái và bình an. Mơ thấy vị linh mục xuất hiện trước bàn thờ. Khi gặp giấc mơ thấy có vị linh mục xuất hiện trước bàn thờ treo tường, điều này chứng tỏ rằng trong công việc hay cuộc sống, bạn đang gặp mâu thuẫn và xung đột với người thân hoặc đồng nghiệp. Nó cũng cảnh báo cho bạn rằng đang che đậy hoặc cố tình giấu giếm việc làm sai trái hoặc đen tối nào đó. Bạn cần thay đổi thái độ sống, nếu không sẽ gặp phải những việc rắc rối. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được cho bản thân mình những kiến thức hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.